Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 15 tây tháng 8 năm 2021. Ở Việt Nam bây giờ chúng ta đã bước qua ngày thứ hai ngày 16 tây tháng 8 rồi. Thì đã ba ngày rồi không có thời gian để mà chia sẻ nhiều thông tin với các bạn hồi thứ năm đó thường dành thời gian để mà làm một cái video về trúng thưởng 100.000 subscribers thì chúc mừng nhưng mà nào mà đã trúng thưởng như bạn mà đã trúng thưởng đó thì đừng quên liên hệ admin minh hay là liên hệ cái group fanpage của thuận capital các bạn xem video đó thì các bạn sẽ hiểu hơn và ngày thứ sáu đó thì thuận không có làm video nhưng mà có làm một cái video lòng tiếng ngắn À, chia sẻ trên facebook cho những bạn nào mà có hứng thú thì có thể xem video 3 phút này ở trên facebook à, có thể là các bạn tìm thấy nhiều cái giá trị giải trí cho cái video này và hôm qua thường mình công việc cho nên không có thời gian để mà làm video nhưng mà ngày hôm nay thường muốn trở lại để mà chia sẻ rất nhiều những thông tin với các bạn như các bạn thấy trên màn hình có rất nhiều tháp tại vì trong vòng 3 ngày qua đó thường cũng đã dành thời gian để mà suy nghĩ khá nhiều về tình hình thị trường hiện bây giờ cho bạn thấy được là nhiều bạn theo dõi thị trường hàng ngày thì thấy giá cả tăng trưởng sau đó đứng lại hay là điều chỉnh một chút rồi lại tăng trưởng thì bây giờ đã có nhiều bạn rất vui và có nhiều bạn đã có rất nhiều lòng tin là chúng ta sẽ sớm thấy được 100 ngàn đô la một bitcoin nhưng mà có nhiều bạn thì lại nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong một cái bẫy có thể đây là một cái bull trap trước khi mà thị trường thực sự đi vào mùa đông cho tôi sẽ chia sẻ những thông tin những cảm nghĩ cá nhân của thuận với các bạn và thuận sẽ dùng rất nhiều những tài liệu mà đã xảy ra trong mấy ngày qua để các bạn có một cái cách nhìn tổng quát hơn về tình hình của thị trường cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới à, một trong những người cũng rất nổi tiếng trên thị trường này đó chính là Lloyd Davis thì à, Lloyd Davis đã viết một cái thuyết chia sẻ chi tiết hơn đó về cảm nghĩ của Lloyd Davis liên quan đến cái mùa tăng trưởng này đó chúng ta thực sự đã bước vào một cái super cycle nghĩa là một cái siêu chu kỳ không giống như lúc trước nữa và những lập luận như thế nào. Thôi chị chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới altcoin như là Cardano, như là Dogecoin, như là Ethereum vân vân. Và đặc biệt chúng ta cũng sẽ nói tới một những cái câu hỏi thường nhận được gần đây chính là liên quan đến bit down là gì. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là sàn Ascent EX. Thì đây là một cái sàn mà trước đây nhiều bạn có biết đến với một cái tên là Bitmax. Bây giờ đó là tháng 3 đó sàn này trở lại với nhiều cái chức năng mới. Thì sàn này đó là chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái cặp giao dịch lên tới là thường nhớ là 190 cặp giao dịch khác nhau và lên tới 40 cặp các bạn có thể dùng để mà ký quỹ và khi mà chúng ta nhìn vào sàn ASX này các bạn thấy được chúng ta có thể giao dịch uh, spot giao dịch thông thường hay là các bạn có thể sử dụng margin các bạn cũng có thể sử dụng futures hay là có chức năng copy trading hay là các bạn có thể tìm thấy những cái uh, dịch vụ như là staking, DeFi vân vân thì uh, cái sàn này đó có một số những cái điểm khác như là các bạn có thể là ký quỹ đa tài sản như là các bạn muốn giao dịch một cặp nào đó đi, các bạn bây giờ có đồng Bitcoin, có đồng Ethereum, các bạn có đồng BNB thì thay vì các bạn phải đổi những đồng đó qua đồng USDT vân vân dùng để ký quỹ thì các bạn có thể là dùng những đồng đó ký quỹ trực tiếp nghĩa là ký quỹ uh, đa dạng, đa tài sản thì uh, các bạn có thể là tìm hiểu những thông tin liên quan tới sàn này bằng cách bấm vào cái link ở bên dưới cái video này bây giờ đó thì các bạn có những cái ưu đãi à, độc quyền à, đến với cộng đồng thùng capital như là các bạn có thể à, thấy là giảm 10% phí giao dịch trong một năm đầu tiên và thưởng độc quyền lên đến 275 đô bonus 50 đô khi mà đăng ký tài sản mới cộng với là bonus 5 đô khi mà tham gia telegram của sàn asan EX. hay là các bạn có thể à, tìm thấy những bonus tùy theo cái mức nạp tiền lần đầu như là các bạn nhìn thấy ở bên dưới này và đây là những cái thông tin mà Thường muốn mang đến cho các bạn liên quan tới sàn Asanex Và cảm ơn sàn Asanex đã tài trợ cái video ngày hôm nay Các bạn bấm vào link bên, bên dưới để tìm hiểu thêm nhiều chi tiết liên quan tới sàn Asanex này Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của Bitcoin trước đi Thì các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ đó là 46.417 giá vẫn tiếp tục là trên 45 000 và các bạn thấy được là cái mức giá này đó thật ra chúng ta thấy hôm nay là ngày 15 tây tháng 8 thì giá bây giờ đã cũng giống như tương tự cái 2 23 ngày ngày 13 tháng 8 ấy, thì cũng ở mức là 46.400 tuy là các bạn thấy là giá có sự tăng trưởng mạnh đó, ngày 14 tây ngày hôm qua có lúc đã lên tới mức là 48.156 thì nhiều bạn nói là sau khi mà bị không lên tới 48.156 thì để điều chỉnh mạnh thật ra mà nói các bạn thấy được là Bitcoin đó từ cái mức là 48.156 tới giá hiện tại đó thì chỉ xuống chỉ có 3% mà thôi Trong khi mà chúng ta bây giờ nhìn vào biểu đồ của nến ngày đi Cho thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin đó nó mạnh như thế nào à, Cái sự tăng trưởng này đã kéo dài từ cái ngày đó chính là bắt đầu là từ ngày 21 tháng 7 Cho đến ngày hôm nay đã là 25 ngày liên tục rồi Trong vòng 25 ngày các bạn thấy được giá Bitcoin đã đi từ cái mức là khoảng chừng là 29.500 đi lên tới cái mức hiện tại đã tăng 56% trong vòng thời gian là các bạn thấy được là thời gian chỉ có là 25 ngày mà thôi. Thì giá đã tăng rất mạnh rồi, thực sự mà nói là những cái đợt đi xuống nhẹ nhẹ này cũng không có gì gọi là nhiều. Thì các bạn hiểu được không gì mà lên hoài cũng không gì mà đi xuống hoài, lúc nào chúng ta cũng sẽ có những cái đợt điều chỉnh. Thì bây giờ các bạn thấy được là ở cái mức là 48.198 tới bây giờ chúng ta chỉ xuống chỉ có 3,71% mà thôi so với cái mức cao của ngày hôm qua. Thì không coi như là điều chỉnh được. Các bạn thấy là điều chỉnh của Bitcoin đó thì có thể xuống tới là 30% là rất bình thường mà thôi trong những cái đợt tăng trưởng. Thì các bạn thấy được nếu như mà cái mức là 48.198 mà Bitcoin nó điều chỉnh 30 thì đây là mức điều chỉnh cũng rất bình thường mà thôi đối với lại Bitcoin thì sẽ đẩy chúng ta trở về 33.000 đô Các bạn có thể thấy được là Bitcoin có thể điều chỉnh mạnh tới cỡ nào mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục thấy Bitcoin trên cái con đường tăng trưởng Chúng ta cũng đã từng thấy điều này năm 2017 rất nhiều lần rồi trên cái đường mà tăng trưởng từ 1.000 đô lên 20.000 đô đó Bitcoin đã điều chỉnh 30 tới 40 trăm rất nhiều lần nhưng mà vẫn tiếp tục tăng trưởng sau đó cho đến mức bây giờ cũng chưa có coi như là một cái mức điều chỉnh mà chúng ta cần phải quan tâm đến nhưng mà nhìn vào tài liệu đó thì bây giờ các bạn thấy được là ở trên mạng nó có rất nhiều người phân tích nhất là phân tích on chain đó như là thường đang nhìn vào một cái bài được chia sẻ bởi Min Kyu Wu thì đây là một cái bài chia sẻ đó nói là nhìn vào tình hình Bitcoin bây giờ đó thì chúng ta thấy được là từ cái lúc mà giá Bitcoin rất mạnh ngày 19 tây tháng 5 đó lúc đó giá rớt xuống còn có 30.000 thì chúng ta thấy được là cái tình hình là Bitcoin được thu mua nhưng mà chúng ta lại không thấy tình hình là Bitcoin được thu mua là rõ ràng là đến từ những cái cá vôi nhưng mà chúng ta đã thấy được là những nhà đầu tư lâu dài đó không có di chuyển Bitcoin của mình có nghĩa là chúng ta thấy được là những nhà đầu tư lâu dài vẫn tiếp tục có lòng tin và tiếp tục tích lũy thêm Bitcoin tất cả Bitcoin đang trên sàn chúng ta đều thấy được thu mua cho nên chúng ta mới thấy được là trong vòng hai mươi mấy ngày qua đó giá cả cứ tăng trưởng tại vì Bitcoin đang trên sàn bán là người thu mua đem ra khỏi sàn và chúng ta có thể thấy cái tình hình này rất rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào những tài liệu như là cái số lượng bitcoin nạp vào so với lại rút ra để thường zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn đây là tình hình của tính theo giờ chúng ta bây giờ chuyển qua theo ngày trước đi thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn vào trong vòng mấy ngày qua thì tình hình như thế nào Tình hình không có gì gọi là đáng kể hết, các bạn thấy được là có ngày nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào, có ngày thì nhiều Bitcoin nạp vào hơn rút ra, vân vân. Nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua đó tình hình cũng rất là im lặng, có nghĩa là cái số lượng nạp vào và rút ra đó hầu như là gần như là bằng nhau, Cho nên chúng ta mới thấy là những cái thanh này đó không gì gọi là đặc biệt so với là những cái thời điểm như là các bạn thấy được là thời điểm ngày 15 tháng 7 hay là thời điểm ngày 27 tháng 7. Đây là những thời điểm mà có nhiều Bitcoin nạp vào hơn rút ra và ngược lại các bạn thấy được chúng ta bây giờ chuyển qua tính theo giờ đi thì các bạn sẽ thấy được là trong dòng cuối tuần này đó để thường zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là trong dòng cuối tuần này à, chúng ta thấy được là tình hình đó không có nhiều bịch khôi rút vào và nạp ra các bạn thấy được là tình hình đó là rút và nạp ra gần như là ngang hàng với nhau từng giờ từng giờ một cho nên không nhiều là đặc biệt cho nên cho đến bây giờ tuy là giá cả đã có cái sự tăng trưởng năm mấy phần trăm trong vòng 25 ngày chúng ta không thấy dấu hiệu là chúng ta có nhiều Bitcoin nạp lên trên sàn, có nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu là chốt lời hay là cắt lỗ nhiều. Giống như là các bạn thấy được là thời gian tăng trưởng thì đương nhiên chúng ta sẽ có nhiều bạn đã, đã lo sợ trong thời gian này cho nên nhân dịp Bitcoin tăng lên có thể là thay vì là nhiều bạn có thể là có cái phần trăm âm đó là giống như là 30 40 phần trăm nhưng mà bây giờ phần trăm âm có thể đỡ hơn tại giá Bitcoin đã đi từ 30.000 lên tới 46.000 thì có thể là nhiều bạn đã có cái ý định là cắt lỗ hay là chốt lời ở mức đó nhưng mà chúng ta thấy được là cho tới thời điểm bây giờ tất cả những Bitcoin bán thì đều có dấu hiệu được thu mua cho nên chúng ta mới không thấy giá cả có cái sự điều chỉnh xuống mạnh mặc dù đã tăng lên rất nhiều đây là tình hình liên quan tới nạp Bitcoin vào một và rút ra chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu là còn bao nhiêu Bitcoin trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy rất rõ ràng là chúng ta cũng tương tự như vậy, không thấy có thêm Bitcoin đưa lên trên sàn giao dịch mà chúng ta thấy được là từ ngày 25 tháng 7 đó có một cái sự đi xuống mạnh của cái đường màu xanh này nghĩa là đột ngột có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn và sau đó chúng ta không thấy những Bitcoin đó nạp trở lại lên trên sàn. Thì chúng ta nhìn vào thêm một cái thông tin nữa, bây giờ chúng ta thấy là động tĩnh của những thợ đào như thế nào thì những cái minors đây là tài liệu thống kê của Classno được chia sẻ bởi Will Clemente thì Will Clemente nói là chúng ta nhìn vào tài liệu on chain mới đây đó các bạn đã thấy được là chúng ta không có dấu hiệu là nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn và những bitcoin đẩy lên trên sàn thì chúng ta đã thấy là cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn cũng tương đương thì không có dấu hiệu là nhiều người đẩy bitcoin lên trên sàn để mà bán và chúng ta thấy là tình hình của những thợ đào đó là tình hình những thời đào bây giờ là tiếp tục tích lũy trong vòng năm tuần qua đó cái số lượng bitcoin nằm trên những mỹ thừa đào cứ tăng lên và tăng lên và tăng lên có nghĩa là sao có nghĩa là ở cái mức này những thợ đào những cái công ty đào đó họ vẫn không nghĩ là cái mức tốt để mà bán bitcoin nghĩa là cái mức 46 000 đô này đối với họ họ vẫn tiếp tục ho đồ lưu trữ những đồng bitcoin mà họ đào được họ chờ đợi cái gì thường nghĩ là họ chờ đợi giá có tốt hơn giá cao hơn thì chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa tài liệu này cũng hỗ trợ cái sự phân tích của Will Clemente Tài liệu này đó là chúng ta nhìn vào những cái thanh bên dưới này màu xanh đó là những cái thanh này là có bao nhiêu Bitcoin đẩy lên cho những sàn giao dịch và cái số lượng Bitcoin đó đến từ những cái địa chỉ ví của những cái công ty đào mà chúng ta biết thì rất rõ ràng các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thời gian gần đây đi khi mà thường zoom vào các bạn thấy được là tình hình là không có nhiều Bitcoin so với lại trước đây các bạn thấy được những cái thời điểm mà có nhiều Bitcoin đó như là chúng ta thấy được là hồi tháng 1 À, hồi tháng 2 và hồi tháng 5 nó có một thời điểm chúng ta thấy đã có nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn đến từ những cái ví của những thời đầu. tại vì sao tại vì lúc đó là cái thời điểm mà chúng ta có cái sự lộn xộn liên quan đến trung quốc đó. lúc mà trung quốc bắt đầu là đàn áp bắt những công ty đào không có thể tiếp tục hoạt động được nữa bắt họ phải đóng cửa thì đây là cái thời điểm chúng ta thấy được là có một số lượng bitcoin đẩy lên trên những sàn giao dịch đến những cái ví thời đạo có thể là họ cần tiền để mà di chuyển công ty của họ vân vân nhưng mà bây giờ thì không phải tình hình bây giờ vẫn tiếp tục cho thấy được là thợ đào vẫn tiếp tục giữ chặt bịch khoai của họ và họ không mua bán ở cái mức này chúng ta bây giờ chuyển qua nhìn vào thông tin kế tiếp đi đây là thông tin liên quan tới tốc độ đào thì sau khi mà chúng ta thấy được là có cái sự đi xuống với tốc độ đào đó đây là cái tình hình mà các bạn thấy được là thời điểm này là cái thời điểm hồi tháng 5 đó lúc mà chúng ta thấy được là nhiều công ty đào trung quốc phải đóng cửa thì sau đó các bạn thấy được cái sự ảnh hưởng đó là tốc độ đào đã có cái sự giảm xuống mãi cho đến là gần như cuối tháng 6 nhưng mà sau đó đã bắt đầu ổn định lại và bắt đầu có sự tăng trưởng. Bây giờ các bạn thấy được là tốc độ đào đã dần dần điều chỉnh lại càng ngày tốc độ đào nó lại càng tăng lên trở lại. Tại vì sao? Tại vì tôi tới bây giờ đã là cái thời điểm là có thể là những thời đào mà họ cần di chuyển họ đã di chuyển xong và họ cũng đã bắt đầu là online trở lại để mà kiếm tiền bằng cách tờ đào bitcoin hay là những cái công ty đào ở những quốc gia như là hoa kỳ đó thì nhân cơ hội này mở rộng cái sự đào bitcoin của mình để có thể đào thêm được nhiều bitcoin dù sau đi nữa tốc độ đào cũng đã dần dần Họ phục lại và chúng ta thấy được là tin bây giờ đó là cái hội đào mà lớn nhất bây giờ đó chính là hội đào của hoa kỳ Foundry USD chiếm tổng cộng là thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục thấy và nhiều người cũng cho là cái sự kiện mà trung quốc không cho đào bitcoin nữa là có thể là một trong những cái lỗi lầm lớn nhất trong lịch sử gần đây mà trung quốc đã phạm phải các bạn thấy được là khi mà Trung Quốc không tiếp tục cho đào Bitcoin nữa thì đương nhiên Bitcoin không có chết mà các bạn thấy được là ngược lại chúng ta đã thấy được là đây là cái cơ hội để cho nhiều công ty mà không phải ở Trung Quốc đó có cơ hội để có thể chiếm cái thị phần lớn hơn và cũng nhân cái dịp này đó phá bỏ đi một trong những cái phết một trong những cái sự lo ngại lâu dài của thị trường này đó chính là quá nhiều những máy đào nằm ở Trung Quốc chúng ta có sợ Trung Quốc thâu tóm thị trường đào hay không thì câu trả lời là Trung Quốc cũng đã tự bỏ cái thị trường này khiến cho những cái quốc gia khác bây giờ các bạn sẽ được là Foundry USA là cơ hội đầu lớn nhất trên thế giới chiếm tỷ đào đào nhiều hơn và đây đối thường là một cái tin tức tốt tin tức của Trung Quốc nhìn theo góc độ này càng ngày các bạn thấy được là Trung Quốc không chấp nhận Bitcoin, Trung Quốc muốn đàn áp Bitcoin vân vân, thì Bitcoin không có chết mà thậm chí Bitcoin nó còn bị tập trung hơn, nó còn có thể tìm thấy được những nơi tốt hơn để Bitcoin có thể tiếp tục đào và những cái nơi như là Hoa Kỳ là những cái nơi mà sẽ có cái xu hướng sử dụng năng lượng sạch nhiều hơn thì từ từ những cái thông tin liên quan tới Bitcoin nó sử dụng nhiều năng lượng uh, không tốt những năng lượng mà dơ đó cái thông điệp đó càng ngày càng ít lại các bạn thấy được là bây giờ hầu như là ít nghe nói tới ai nói những điều đó tại vì khi mà chúng ta càng có nhiều nơi đào Bitcoin từ nhiều quốc gia trên thế giới mà sản được xanh đó thì càng ngày càng tốt cho nên cái việc mà Trung Quốc đang áp thị trường đào đây á, là một cái việc mà khiến cho thị trường này đó có hai cái điều lợi thứ nhất là đào không còn tập trung ở Trung Quốc nữa và thứ nhì đó chính là càng ngày càng có nhiều năng lượng xanh hơn dùng để mà đào bitcoin và đương nhiên một những công ty đó mà rất là lớn tiếng trong cái sự việc này đó chính là công ty tesla thì công ty tesla đã nói là chỉ cần là công ty tesla có được bằng chứng là bitcoin đào sử dụng ít nhất là 50% năng lượng xanh thì sẽ có thể chấp nhận thanh toán bằng bitcoin trở lại thì đây là tình hình liên quan tới thợ đào và máy đào thì chúng ta được là thứ nhất là không nhiều bịch không đẩy lên trên sàn thứ nhì là chúng ta không thấy là thợ đào đẩy bịch không lên trên sàn họ vẫn tiếp tục lưu trữ ở cái mức này